người nha. Mình đang đứng ở góc Lê Thánh Tôn với lại là Tôn Đức Thắng. Cái nước này ngon lắm, ngon cua nha, chắc ừ.
sau khi kẹt xe thì mình tới đến chỗ này. Cái cua ăn rất là chắc rồi. Nước ngon, không hút hoài luôn. Cay một chút, nếu mà không cay thì đừng bỏ thêm mớt vào, nếu mà không ăn cay thì đừng bỏ thêm mớt vào. Hơi thơm than. Vậy nó mới ngon. Màn hít nước bắt đầu. Con hồi lá ăn ngon. Cái quán này là quán nằm trên đường Trần Nhật Tông, số 03 Trần Nhật Tông, ngay góc Âu Cơ với lại Trần Nhật Tông. Giá là 20.000 một tô. Thịt thà không cả rồi. Rồi, video này dừng nha. Nhớ đăng ký kênh nha. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.